Chào anh em và chào bạn Vương ở Sóc Trăng, một đồng ngư ở miền Tây nữa ủng hộ. Hôm nay mình ship cũng kha khá những cái máng đèn về Sóc Trăng. Cảm ơn anh em đồng ngư Sóc Trăng đã tin tưởng và ủng hộ một cái máng đèn rất là đẹp nữa. Mình sẽ test nhanh và review cho anh em cùng xem. Kích thước dài 1m3, rộng 35 và sâu 6cm. Full inox 304 đến từng con ốc vít, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Máng đèn này sẽ dùng rất là đẹp cho những cái hồ 1m4, 1m5. Thiết kế riêng phù hợp với kích thước cái hồ bạn. Công tắc có đèn led hiển thị, dây nguồn đúc, có móc treo đèn ở phía sau để kết hợp tan in sau này. Inox 304 chính hiệu, rất là bền bỉ, thẩm mỹ, dễ vệ sinh. Cái này có thể kết hợp làm nắp mà không cần che đậy gì hết. Đây là mặt trong của máng đèn, bao gồm là 4 bóng T5HO Philips Made in Poland xịn sò, kết hợp với một cây led đỏ cá không đỏ nước hiệu No 1 dài 1m1. Đấy, cái máng đèn này nó sẽ rất là hợp lý luôn. Đấy, phối bóng đi rất là thẩm mỹ cũng như là gọn gàng và hợp lý, cũng như rất là tiết kiệm luôn á. Đuôi đèn chống cháy, giấu dây toàn bộ, giấu luôn cục nguồn của đèn led, tích hợp vào một công tắc riêng nên cái máng nó sẽ rất là gọn gàng. Chỉ có một cái dây nguồn duy nhất thôi. Rất đẹp, rất hợp lý. Giờ mình sẽ lên đèn cho bạn và anh em cùng xem nè. Sẽ có 3 công tắc. Đấy, một công tắc sẽ sáng, hai bóng trắng so le như thế này. Đấy, mình đi sáng so le nha mày. Ví dụ mình mở một công tắc sẽ sáng hai bóng xe le này, vẫn đảm bảo sáng hết hồ, sáng hết cái máng. Chứ nếu không cho sáng hết cùng một phía nó sẽ không hợp lý. Bạn có thể mở hai bóng, thì cá nhỏ sẽ mở hai bóng, cá to mở 4 bóng, hoặc thích thì mở hết 4 bóng thôi. Nên nhiều anh em chơi cá nhỏ cứ inbox hỏi hoài, cũng lăn tăn sợ đèn này sáng hay đèn mạnh quá này nọ, thì rất dễ thôi. Cá nhỏ mở hai bóng thấy vừa đủ rồi thì thôi, hoặc thì mở 4 bóng nè, sáng tưng bừng khói lửa luôn giữa cây led nè. Đấy, hết nước chấm luôn. Lên hết đèn thì nó sáng rất là đẹp. Sự kết hợp giữa đèn led No 1 đỏ cá không đỏ nước và Philips Master 865 thì chưa bao giờ làm anh em thất vọng. Ánh sáng mịn, độ hiển thị màu cao, ít gây stress cho cá. Bối huyết đều dùng được, để trên nóc hay tanning đều ok. Tanning thì bạn mang nguyên cái máng này xuống treo và tanning thôi. Thích tháo cái led ra thì để trên nóc thì tháo cái led ra, sử dụng bóng trắng để tanning thôi. Cái led tháo ra cũng rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Đấy, rất là đẹp luôn bạn, cái máng này nó rất hợp lý cho những cái hồ 1m4 của bạn. Ban đầu bạn tính làm hồ rộng có 50, may là mình cũng vội kịp tư vấn cho bạn là anh em nên làm hồ nuôi cá rồng làm 60 trở lên luôn. Đấy. Và hồ 1m4 dài hơn 1m2 là ok rồi, thì sẽ những cái máng đèn sẽ rất là đẹp, rất là vừa với những cái đèn thông dụng như thế này. Đấy. Một lần nữa là cảm ơn bạn Vương đã tin tưởng ủng hộ. Cảm ơn anh em Sóc Trăng. Anh em cần đèn xin liên hệ Phi Hổ Arona hoặc số điện thoại 0901 999 36. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê.